Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải Nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi trận thống kim vừa rồi, Khải cũng đã đánh khá thành công, thì rảnh rỗi Khải thả 50 màu lửa cho anh em xem nha. Và vừa rồi Khải đổi thêm cho mình đó là bông tai may mắn nè, cũng như là vòng tay may mắn để tăng thêm độ may mắn nha anh em ơi. Ở con Thúy Yên thì Khải cũng đã chuẩn bị cho mình đó là thiên sơn Khải lắng Thúy Yên bình thiên sơn. Ở bên này chúng ta sẽ chuẩn bị là năm ạc, thì mỗi ạc là 8 đóng như nè, đá tống lửa. Khải gom cá rồi Khải sẽ làm video này cho anh em xem. Và bát thứ 8 này thì mong nó sẽ ra siêu phẩm anh em ơi. Hôm bữa trước thì bắt vừa rồi thì Khải được cái chùy kháng lâu 30 á, thì Khải đỡ ngày 10 mang rồi anh em ơi. Ngày 10 Khải đang mang cái chùy đó là cho anh em xem. Nói chung sẽ đồ ngày 10 Khải đây cũng lên được, sẽ đồ ngày 10 thì cũng khá là ưng rồi. Đây ngày 10 đây nè, chùy kháng lâu 30 đó, nón kháng lâu 30, bao tay kháng lâu 27, gia truyền kháng lâu 30, áo phục hồi khăn lôi 7, đai lưng khăn lôi 12 sinh lực lực, dây khăn lôi 19, tóc 21, nhẫn 520, nhẫn 530, ngọc bội 530, thì Khải đang có 80 500 và cũng có thể nói là khăn lôi 75 cầm 4 anh em ơi. Đó ngày 14 của Khải cũng như là cầm sói, hiện tại đang cấp là 93. Anh Nghi Vân sẽ lên cấp 99 nha anh. Ngày 10 Khải anh Nghi Vân cấp 99. Ok, 1 đúng rồi, 5 đúng không? 1 2 3 4 5 mạng. Ok. Sau khi đủ 5 mạng này, Khải giao dịch may mắn với ông Thúy Yên hả? Anh em ơi, chúng ta vẫn với xếp may mắn như anh em xem này anh em ơi. May mắn 11 xanh này, 11 nha. Đây, 3 3 3 là 9 này, kèm với nhẫn là 11, đặt móc 11 xanh nha anh em ơi. Kèm với cái mịt nạ may mắn 5 nữa là 16 nha. Rồi, giờ chúng ta lên thả cho anh em xem. Rồi ok anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ cắn may mắn cái. Này, Khải cắn hết may mắn thả nha anh em ơi. Thiên sơn nè, quốc tửu nè, vòng tay nè, bông tai nè. Rồi ok, bỏ vào tường đi thả lửa anh em ơi. Rồi bỏ vào tường cái này, Khải sẽ thả 50 mùa lửa nè, 50 cái nha. Đó 50 cái. 1 nè, 26 thì chúng ta sẽ gặp lại ở hướng đó là 31. Rồi, 31 phút gặp lại nha anh em ơi. Chúng ta Khải đã thả 16 đóng rồi. Phút 31 anh em gặp lại nha. 3 phút 31 10 giây. Hiện tại sau khi cắn cái vòng tay với cái ái này nè, vòng tay với cái bông tai này, nó tăng thêm ít may mắn nữa anh em ơi. Thực sự là trên người Khải là may mắn khá là nhiều anh em ơi. Vấn đề tối nay thì có siêu phẩm không? Thì cái này là nó ghi là tăng 20% may mắn cho nhân vật và đồng đội. Đó. Còn cái này là cá nhân này, tăng thêm 10% may mắn cho chỉ chính cá nhân và sử vật sử dụng vật phẩm này trong 20 phút. Thì sau với 20 phút thì Khải sẽ đánh được cái này xong luôn đó mà. Cái này ok luôn. Rồi tuần đầu tiên Khải thả 16 đóng. Tuần tiếp theo Khải có thể thả nháy thêm xíu là có thể là 8 và tuần cuối cùng là 16 nha nè. Đó, hiện tại tuần đầu tiên là chúng ta sẽ là gặp lại phút 31 phút 10 giây nè mà. 31 phút 10 giây nè. Thì tuần đầu tiên nó sẽ ra là 16 đóng nè. Rồi Khải canh thêm vài phút nữa Khải thả thêm 8 đóng nữa cho anh em xem. Mình sẽ ra lần lượt cách nhau khoảng tầm vài phút á, để anh em xem nó cho nó nhanh, cho nó nhanh video, không đỡ bị chậm. Phút 31 gặp lại. Rồi. Rồi giờ bắt đầu là đến Khải tiếp tục thả tiếp tục tuần tiếp theo là Khải báo tường nắm động á. Đã nắm động nè. 31 giờ 32 35. 32 35. 32 phút 35 giây. Đó, đó là tuần tiếp theo là 8 đóng này. Đó. Rồi cho nó vô thường thường. Rồi. Hello anh em vô nha, anh em vô cùng nhau đó lại Khảo là lục like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi thì trên này là trên 700 này anh em ơi. Trên Khả đang quay quá này nọ nên là nó cũng khá ok. Đánh rất là ok luôn. Thế yên tâm này chắc Khả được hay phập luôn cái skill này cho nó nhanh. Đợi nha anh em ơi. Do hôm qua là không giờ ngày hôm qua em không có đốt á. Nên là giờ là khỏe, thời gian rảnh đốt tí rồi không giờ đốt tiếp. Không giờ đêm nay đốt tiếp. Đúng rồi. Cô quá chậm lắm à. Hello anh em mới vô. Hello anh em mới vô nha. Rồi. Một phút nữa nha nè, một phút nữa bắt ra nha. Ok anh em ơi, Khải mới thả thêm 16 đống lửa nữa anh em ơi. Cần đến phút 35 nữa là hết lửa luôn nha nè. Đây. Anh em thấy chưa? Trời lửa này, lửa này. Quá trời lửa. Đó. Này là bói nhanh luôn nè mày. Rồi bị bắt ra nè.
31 5 giây. Có 1 phút là 35 phút 10 giây. Rồi. Có 3 tool như vậy nha em ơi. Ui, không có lùm báu luôn mà. Mười ra nè. Ra. 5 giây. Lùm tiền. Lùm tiền. Lùm tiền. Bắt đầu. Đó. Rồi, một tool 31 10 phút đã xong, đến 32, 32 35 nữa nha em ơi. 32 35 nữa nha. Đó. Trời ơi, nó chết kìa em ơi, chết quá kìa em ơi. Rồi, chúng ta ra lùm đồ. Quá đẹp luôn. Tôi cả thấy nè mày. Đó, giờ còn một tool, còn tool ở giữa là phút 32 35. Ê, bài. Ê. Nó xanh. Nó cái auto. Nó không chịu nhặt kìa. Ui, xem chết không đâu. Phụ gấp, phụ gấp. Rồi. Cái này khả năng nhặt tay nè. Nên là mấy người quá nó đứng nó quýnh đầu quá. Rồi, bỏ cho anh em xem nè mày. Có thể là 16 con đầu tiên đã ra. Khui hạng. Hàng về. Áo kim, trời ơi, phục hồi đấu. Không có phục hồi nào, này phục hồi 40 là vài kim rồi. Kim, kháng độc, 9 shop. Shop luôn. Sát thương 9 shop luôn. Tóc 20 thì giọng đọc shop luôn. Và tay kim shop luôn. Nhẫn kim. Trời, rác không nè mày. Mà anh quá trời mày bắn một tuần rác không vậy. Bót ra nữa nè mày. Con này 35. Ra không? 32, 35. Ra. Bỏ đâu. Một con, hai con. Ờ, à, có dương vọng mà. Này được hai con nữa nè mày. Ôi, ba con luôn kìa. Một cái bóng. Ok. Ây da. Kẹt. Đấy rồi. Rồi, còn tuần cuối nè mà. Tuần cuối sẽ là 35 phút 10 giây. Hai tuần đã xong rồi á. Rực rẹt luôn nè mày. Rồi. Chúng ta cùng chờ đợi tiếp tục những món đồ này như thế nào nè. Anh em đang xem video bắt thứ 8 rồi. Đừng quên đó lại cho ủng hộ Khải 100 like. Cũng như là sự đầu tư này. Một like chia sẻ hỗ trợ để lấy tinh thần tiếp tục ra những bắt mồi lửa tiếp theo nè mày. Mồi lửa đánh nhanh thôi nè mày, cứ thả rồi 5 phút xong chúng ta quay lại ra boss thôi nè. Khui nè nè mày. Trời ơi, đây họ. Hôm nay bận nhiều may mắn mà ra kiểu toàn rác không mà ta. Trời ơi, xấu dòng nữa nè. Cái này trời mà không dính mưa lạ nè mày, không ghiện mưa lạ luôn á. Rác luôn nè. Nhân kia mày lúc nãy. Trời ơi, tùng rác đâu mà, được cái bọn kháng hỏa này. Tóc 20 rác luôn, không có gì hết. Chì mà đi tóc mà chịu rồi. Được cái bọn kháng hỏa 15. Rồi. Chờ đợi tuần cuối cùng với môn hoàn máu này mày. Phút 35, 10 giây mới ra, 1 phút nữa. Anh em đang theo dõi video bắt thứ 8, nhớ cho like, chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em. Khải sẽ up video ngắn này vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Anh em nào xem rồi thì có thể ghé qua cho Khải một like ủng hộ chơi nha. Còn anh em nào chưa xem thì xem rồi cảm thấy hay thì cho Khải một like nha anh em. Đầu tư nói chung tầm này sẽ vừa độ xanh đó. Mấy chỗ này mới ra còn hơn nửa tháng rồi. Để kiếm đồ thì nó rất là khó nè mà. Nên là mình phải đầu tư ở cái bát này cũng gần 100k. Nói chung là cũng gần 100 nghìn thôi. Để đánh cho anh em xem, bố đồ cho anh em xem. Bữa giờ cũng thu hoạch được khá là nhiều đồ chứ không ít. Nói chung là tùy nha anh em ơi. Người hên thì nhận được cũng mớ cho đồ. Người xui thì không có đồ nè. Nói chung là cái này là bói đồ hên xui nè mày. Cũng như anh em hồi xưa xem đánh lên bài boss vậy. Nó rất là hên xui. Chứ không thể nào mà 100% là đánh nó ra đồ tốt. Đặc là đồ VIP không có. Hên xui nha mọi người. Rồi. 10 giây, 20 giây nữa. Xuống dưới này nó coi là bao nhiêu boss này. Tụi này là 16 lửa nè mày. Tụi này ra nhiều boss cá cho anh em xem cho nó đẹp ra. Nhiều lửa tí nào. 15 giây. 5 giây. Boss đâu? Hình như là phút 20 rồi phải. Phút 20 ra này. Boss đâu? Ôi mid boss em ơi, ra. Một con nè. Hai con nè, nữa không? Một con thổ, một con kim. Nữa không em? Một con thủy. À ba con à. Thổ, kim, thủy. Rồi, ba con em ơi, tuần cuối này được ba con à. Ba con còn con nào nữa không? Tuần này thả đến 8 cái đầu mid nè mày, 8 lửa đầu mid không có gì nè mày, 8 lửa đầu thấy chọn gói không có gì luôn á.
Da truyền thổ dùng cái là được nè. Chưa? Tính ra là 16 lửa mà có 2 boss hơi ít nữa mà. So với vậy là mấy hôm mình thả 8 lửa là nó vẫn ok không? Thả này cứ 16, 8, 16 mà nó có vài con boss là đồ cũng hơi ít nha. Cool rồi nè mày. Mà vòng tay dưới cái này là mình đi trả lời câu hỏi Phan Văn Độ nè em. Trả lời câu hỏi Phan Văn Độ lúc mà anh em đỡ trên trang chủ á, có trả lời câu hỏi Phan Văn Độ để lấy top cá nhân này nọ. Top băng hỏi chứ, top băng hỏi. Rồi khui nè. Chù, rác. Rác luôn. Ui, tụi này cắn mình bắn quá trời mà gì đâu không vậy ta. Cảm giác là tụi này mình cắn thêm cái bông tai với cái này không có gì luôn em ơi. Vãi nhỏ. Rồi ok anh em ơi, ở bát thứ 8 này thực sự là lỗ anh em ơi, không có một món gì luôn nha. Lỗ hoàn toàn nha anh em ơi, lỗ hoàn toàn. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với Tunbot hàng ngày vào lúc 22:40. Hẹn anh em vào lúc 00 giờ đêm nay tiếp tục đến bát thứ 9 mở tiếp tục mọi lửa nha anh em. Bye bye.